Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lab và mình là Hiếu đây. Nếu như lần trước là mình đã làm một cái video về việc là ai cũng sẽ phải mua cục sạc moi mà thôi. Và cục sạc moi đây là cục sạc mới ấy. Tại vì cái việc mà iPhone bây giờ họ không tặng cục sạc nữa. Nhưng vẫn còn một phụ kiện nữa mà mình thấy là anh em cũng đã bỏ quên rất là nhiều. Đó là ngoài cục sạc moi ra thì bây giờ chúng ta còn phải mua cả tai nghe moi nữa. Vậy thì ngoài cái tai nghe iPhone chính hãng ra thì chúng ta còn những cái lựa chọn nào nữa? Tại vì mình thấy là tai nghe iPhone thực ra bán khá là đắt, trong khi là cái chất lượng âm thanh của nó cho ra ấy thì mình thấy là nó không xứng đáng với cái giá tiền như thế. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem trong tầm giá khoảng tầm dưới 500.000, khoảng tầm 300-400 thì chúng ta sẽ có những tai nghe nào đáng giá cho chiếc iPhone của chúng ta. Đầu tiên thì đó là cái lựa chọn mà rất là nhiều anh em biết rồi, đó là tai nghe của AKG. Nghe thì nó hơi buồn cười một chút đúng không, khi mà chúng ta mua tai nghe của cái hãng sản xuất đối thủ to nhất của Apple để dùng với điện thoại iPhone. Nhưng mà tai nghe AKG thì quả thật là nó có một cái danh tiếng được khẳng định từ rất là lâu rồi, và rất rất nhiều anh em gọi là cảm thấy hài lòng với chất âm của tai nghe AKG. Chúng ta có một cái tai nghe giá thành rẻ này, thương hiệu tốt, và cái chất âm của nó thì phù hợp với nhiều anh em khi mà nó có một cái giải âm nó dày dặn, nó ấm áp, nó nhiều bass một chút, tại vì sở thích của người Việt Nam mà. Tuy nhiên, có một nhược điểm của tai nghe AKG này, đó là thứ nhất là chất lượng build của nó không được quá tốt, và thứ hai, một đặc điểm cực kỳ nguy hiểm, đó là tai nghe AKG này cực kỳ nhiều hàng fake luôn các bạn ạ. Mình cũng không hiểu tại sao mà mấy anh thương gia lôi đâu ra mà nhiều hàng xuất, rồi hàng xuất dư, rồi hàng lô, hàng tuần như thế. Cho nên là nếu anh em muốn sở hữu cho mình chiếc tai nghe AKG này thì hãy tìm cho chúng ta những cái địa chỉ bán hàng nó có tên tuổi và nó có uy tín một chút. Lựa chọn thứ hai ngoài tai nghe AKG này, đó là tai nghe đến từ V-Monk. Có lẽ là cái thương hiệu này thì những anh em nào chơi tai nghe thì sẽ biết, còn những người bình thường thì có lẽ là chưa được nghe nhiều về cái thương hiệu này đâu. Tuy nhiên nhá, mình nói thật, V-Monk nó là một cái dòng tai nghe gọi là huyền thoại rồi, và nó có trước đây khoảng tầm quay cả tầm chục năm rồi cơ. Những chiếc tai nghe của V-Monk ấy thì chúng ta luôn luôn nổi tiếng từ xưa rồi rằng có một cái chất âm cực kỳ tốt và vượt tầm giá luôn. Khi mà loanh quanh chỉ tầm 200-300 nghìn thôi, chúng ta có một chiếc tai nghe có một chất âm rất là tuyệt vời, rất là chi tiết. Và nếu như anh em nào thích chơi tai nghe mà gọi là có đác này, hay là có những cái dàn âm ly kéo tai nghe này lên, đã từng thử với những dòng tai nghe V-Monk rồi thì nó cho chúng ta một chất âm cực kỳ tuyệt vời và vượt tầm giá. Hơn thế nữa, cái dòng tai nghe này đó là tai nghe earbud các bạn ạ. Chiếc tai nghe này là mình cố tình chọn cho các bạn, tại vì đa số những tai nghe bây giờ ấy mình thấy toàn là tai nghe in-ear. Trong khi đó vẫn rất là nhiều anh em không thích đeo tai nghe in-ear như này mà thích cái dòng tai nghe earbud, tại vì đeo nó sẽ cho chúng ta cảm giác thoải mái hơn. Thì dòng tai nghe V-Monk này mình đã tìm riêng cho anh em, rất là khó tìm đấy nhá. Cuối cùng, đó là một chiếc tai nghe mới ra đây thôi. Và là gì? Lại là tai nghe của KZ các bạn ạ. Tai nghe của KZ thì đẻ ra nhiều thôi rồi luôn. Trên tay mình đây, đó là chiếc tai nghe, đó là ZST-X. Một phiên bản nâng cấp của chiếc ZST mà Relab bọn mình đã từng làm ngày xưa rồi. Một trong những cái video mà có nhiều view nhất ở trên Relab luôn. Nếu như ZST ngày xưa chúng ta có một cái ngoại hình, có một cái housing bằng nhựa, nó khá là đẹp, màu tím tím xanh xanh, thì ở trên phiên bản này chúng ta cũng có cái housing kiểu như thế. Tuy nhiên về phần dây dẫn thì nó đã được nâng cấp rồi. Ở đây chúng ta có một cái dây màu bạc như này các bạn ạ. Nếu mà nhìn xa các bạn nhìn có thể cảm tưởng như là tai nghe này là có cái dây bằng bạc với cái giá tiền triệu luôn. Nhưng mà thực ra tai nghe này chỉ có vài trăm nghìn thôi. Và với cái dây này thì mình đánh giá rằng là nó được build hoàn thiện, nó tốt hơn so với những dòng tai nghe KZ ngày xưa. Về chất âm thì sao? Thì mình đánh giá đây vẫn là một cái con tai nghe có một cái chất âm nó năng động và nó phù hợp với những bạn giới trẻ. Tại vì đây là một con tai nghe có lượng bass khá là nhiều. Tuy nhiên là về chất thì chúng ta khá là khó để đòi hỏi về một cái chất bass nó ok, nó ổn nhất ở trong tầm giá như này. Con này thì nó có một cái cách đánh bass nó lực, nó chắc nhưng mà nó không được gọn lắm. Khi mà cái lượng nó nhiều quá ấy, thì khi mà nó đánh thì nó sẽ hơi bị lan ra các giải xung quanh, và nó sẽ khiến các giải xung quanh nó hơi bị lớn một chút. Về cái giải mid thì mình đánh giá là lần dạo này KZ nó có một cách thu âm nó khá là lạ, nó hơi bị đanh quá và nghe nó hơi bị điện tử. Cho nên là nếu như là các bạn muốn nghe những cái bài nhạc mà acoustic hay là nhạc có lời, nhạc truyền cảm, nhạc ballad thì đây không phải là một lựa chọn quá sáng giá cho các bạn trong cái tầm giá này. Mà chiếc tai nghe này nó vẫn như mình đã nói là nó phù hợp cho những cái bạn thích nghe nhạc quẩy, nhạc bass, nhạc EDM với cái lượng bass rất là nhiều. Thì trên đây là mình thấy là ba chiếc tai nghe trong tầm giá rẻ
mà các bạn có thể lựa chọn dễ dàng tiếp cận mua để thay thế cho chiếc tai nghe iPhone mà bây giờ không được tặng kèm nữa. Thì hai chiếc tai nghe như là tai nghe V-Mang này hay là chiếc Zen STX ở đây trên tay mình đây rất là đẹp, nghe rất là ok, thì đều được phân phối tại bên SL Audio tai nghe.com. Và bên SL Audio thì đang có một cái chính sách, đó là phân phối hàng cũng như là bảo hành rất là uy tín cho anh em. Anh em đừng có so sánh những cái tai nghe này với tai nghe ở trên Shopee, tại vì giá thành nó có thể rẻ hơn thật, nhưng nếu mà chúng ta có bị lỗi tai nghe hay như nào đấy thì thực sự là gần như không thể nào mà đổi trả hay là bảo hành gì đâu, cho nên là đắt thì nó sẽ sắt ra miếng. Nếu mà anh em quan tâm về những sản phẩm tai nghe như là V-Mang này hay là ZSTX ở đây thì mình sẽ để cái đường link ở phần comment để anh em click vào và tham khảo và mua nhá. Đừng quên là like, share cũng như là subscribe để ủng hộ Relax bọn mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.